Will you prove worthy? Probably not. Alright, Bobby with a 1v5. Who's ready? Be on me. Okay, this is actually 1v5. I did okay.
Atoms fall apart. Solar flares arrive. Buildings collapse. Only a few will survive. The world as we know it will no longer be there. Water is gone. Okay! I'm a Yasuo main right now. Prepare yourself. Is he going for it? No. The apocalypse. Yeah, well, he ends up in bed. Kill potential. The apocalypse. Ooh. I just use like every ability. I'm gonna go try and kill him. Pretty close because there's a million. Oh my god, guys! You're already dead, man. Don't even dare run. The heat is scorching. Forests burned up. Hit the jet! Colors red. Volcanoes erupt. Okay. The world as we know it. And this is how you play for you. Oh my god, he got destroyed. Tiếp nối video ngày hôm nay chúng ta có gì nào? Ý tưởng trang phục của người Việt khiến nhân viên gió sốc toàn tập vì quá kinh dị. Thường thì những ý tưởng trang phục sáng tạo sẽ được cộng đồng Liên minh Huyền thoại quốc tế khen ngợi với nhiều lời hoa mỹ. Vậy nhưng cách đây ít giờ thì một sinh viên Việt Nam đã chia sẻ một tác phẩm khiến nhân viên Ross Game sốc toàn tập. Điều đáng nói là trong quá khứ, cộng đồng Liên minh Huyền thoại từng ném đá kịch liệt cốt truyện của Seraphine vì quan điểm sống lệch lạc của vị tướng này. Vậy nên nhiều người chơi ghét bỏ Seraphine tỏ ra khá thích thú khi thấy bộ dạng đáng sợ này của ca sĩ mộng mơ. Sau khi chiêm ngưỡng tác phẩm này, cộng đồng Liên minh Huyền thoại đều có phản ứng cực mạnh, đến cả nhân viên Riot Games cũng chết lặng khi thấy trang phục này. Captain Blower, caster của Riot Games đã không nhịn được mà thốt ra: "Đây là cái quái gì vậy?" Một nhân viên Riot khác thì không tiếc lời khen ngợi: "Đây là một tuyệt tác nghệ thuật, tình nguyện dốc cạn ví để mua trang phục này cho Katner và Seraphine." Cũng có game thủ cho rằng đây là lý do khiến Lee Sin bị mù. Ross Kawai thì chuyển từ yêu thích Seraphine sang thành main Katner. Trở lại với tác giả người Việt, anh chàng này hiện đang là một sinh viên chuyên ngành thiết kế năm 2. Ngoài những tác phẩm thú vị khác thì anh cũng có một cái tên rất thuần Việt, đó là Mr. Talking Tree, tạm dịch là bụi cây biết nói. Các bạn có thể xem thêm một vài tác phẩm của Mr. Talking Tree bên dưới đây. Sau khi xem xong video, đừng quên để lại một like, một share và đăng ký ủng hộ kênh của chúng mình nha.